Hello.
ngoài chơi. Nếu mà mọi người thích thì mọi người ở lại nghe, nếu mà không thích thì vẫn ở lại nghe vậy thôi. Nhờ là một bài get
yeah, 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 okay, major, now we gonna chillin' on the phone. That's my job, em còn gì mà em không có, yeah. Look while we get high, late all night, you get it. That's your mind, chủ vì người ta sẽ không nhớ nhau là ai. Anh trai, đẹp trai, tốt, em ơi, đừng chê. Ôi, nhưng mà anh cần từ đấy, không là đê mê, đê mê. Show me your body, O-P-A-P. Và hãy nhớ đến tên anh là Cody, Cody. Thế giới giờ chỉ có anh ta. Chỉ có anh ta. Mình đến nơi xa. Trong anh có đau cứ tuôn ra. Baby, baby, thế giới sao chỉ có hai ta, chỉ có hai ta. Anh đứng xa, trong mây ngồi nào cứ tuôn ra. Yeah, yeah, yeah. Oh baby, baby, come on. Xích lại đây cho em biết thế nào là say nè. Ngâm từ vài ly whisky hương vị cay ha. Và ok, em thua rồi làm sao đây không sống rồi. Em đưa anh lên mây từ lần đầu gặp bà bra. Body, push your body, body. Đi theo anh em sẽ đến được ngân hà. Còn nếu không thì đừng học đi đâu nha. Đừng cứ theo theo một cơn gió, cứ để ba em làm mãi mãi. Một hết quá khứ có nhau thật lâu. Vì mình không yêu nhau. Thôi nào, đây là câu chuyện của đôi mắt làm ơn để đưa đôi môi vào tâm hồn này.
đẹp như một thu Paris. Nhưng mà đêm em cần là một chàng trai rồi em trần Ducati. Em hợp với nó, điều này anh không phủ nhận. Em hợp với thế giới đôi mắt người ta cho nhau là thủ thuật. Anh thì hợp với âm nhạc, yêu âm nhạc là đủ bần. Và đó cũng là lý do anh hay ngủ gật vào ngày chủ nhật. Em à, anh cũng không cần gì to tát. Đôi mắt dành cho em, con tim dành cho rap. Nhưng khi nỗi buồn em có lòng tay trên đôi mi, thì tôi mới nói điều em cần làm bây giờ là quên tôi đi. Em nơi phương xa nhiều bóng đá, sao còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về với bên ai. Thương còn để mà đôi mắt kia hao ghê. Giờ này chẳng còn gì khi là vương trên đôi bờ bi. Giờ thì vui chi từ khi em ra đi. Bao nhiêu ánh mắt nào vì vào yêu thương làm sao. Ngày nào một phần trong vượt tan, một phần trong vượt qua thời gian và không gian. Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng, đâu có biết được đâu còn thanh thang dù ở gian nan. Đâu ai ngờ nơi phương xa như bơ ngỡ, dù còn làm mình bơ vơ bơ vơ bơ vơ. Giờ em nơi phương xa như bơ ngỡ, dù còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rút tan biến đâu ai ngờ. Chúng mình cho em mãi mãi nguyện trở về vùng bên ai. Yêu thương còn để mà đôi mắt kia hao ghê. Bán sao hả? Bán bánh tráng ị e mà ngàn bụt bịch cơ hơn. Cho anh khi em thấy buồn, đừng nói cho anh nghe.
dấu chẳng còn là tình yêu. Hỏi trên vai anh tình mình chia tay, nhắn tin cho anh thì em thấy buồn. Nói cho anh nghe mình đã chia đôi, để xuống môi em mỗi khi anh sẽ. Vì khi ta rời xa nhau anh vẫn chưa thể nói rằng mình yêu nhau được bao nhiêu, anh vẫn chưa thể nói. Tại sao ta lại không thể cùng nhau đi một lối rằng mình yêu nhau được bao nhiêu, cạnh bên nhau buổi tối.
đúng không? Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối ta say. Cõi hai chờ đêm, mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu là trao. Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi và mây hát. Em đi cùng đêm ta mở sương khói. Câu tạm biệt em nói trên môi. Anh biết đây là đêm cuối ta say bằng môi. Nhìn lại tình thương khác. Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thế. Mình cười mắt ta vô tình bỏ lại
biệt em nói trên môi. Anh biết đây là đêm cuối, ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khó dài. Yeah yeah. Chúc em ngủ ngon á. Vậy bây giờ chúc chắc ngủ ngon không? Sò luôn mặt kia kìa, mọi người không sò ra. Ê, sò ngồi kế bên mà. Ok, bây giờ mày gì ta? Bài vừa mới tập xong. Thank you.
mà sao còn nhìn một giờ mà sao còn có cái nịt nhìn em chân nhớ rồi quay ra lại quay vào một giờ mà sao còn có cái nịt tung nhà tung nhà thật xuống xíu đi hát cho hiểu nha. Thử đây chưa hát mà nào bây giờ mình cứ thử trước hiểu không? Một giờ mà sao còn có cái nịt một giờ mà sao còn có cái nịt lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào chẳng trở về đến sáng mai ôm tương tư nụ cười có ai đó thắm đêm không phải bắt ta đến trên chân mà một giờ sáng trôi qua cho nhanh cái thơm yêu phiền miên man cầm dao tay em vẫn đang hy vọng đúng là yêu thật rồi không thì hơi phím này cứ ta đừng quay thật lại 2 giờ những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao tâm giác là em luyện thuyền về một tình đôi đất đôi chính bao không thuộc lời. Không thuộc lời á? Thuộc lời mà hát như thiệt kìa. Hát như khúc thôi. Một giờ mà sao còn cái nịt nhìn lên trên nhà ta quay ra lại quay vào thầm nam sáng mai cũng từ từ cười của ai đó. Thế đó đoạn đầu mà. Hả? Đó là điệp khúc luôn mà. Có. Đó là điệp khúc mà. Chứ điệp khúc là gì? Còn mình hỏi chế lời chứ mình hay xem mấy clip chế mấy clip hài ở trên mạng á thì mình thấy nó cute thì mình hát cho vui thôi nếu mang tranh tụ chứ phải suy tư bao nhiêu cho đủ. Yêu mình tôi yêu không tâm ngày trôi vì tơ mắt bờ môi yêu đơn phương vậy thôi lại còn trôi nếu mà nè mà nè mà kết niên hồi lại cháy cối rồi nếu mà nè nè mà nè nè à à lại cái nhu thêm từng người cho em nhu thêm nên nè 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 hồi đừng cố gắng nữa. Ok anh em mình vui thế là đủ rồi. Ok không thôi thôi. Ok, sự cố gắng đó. Sò á. Sò. Theo ra hôm nay anh em live stream thì mình với Sơn ngồi hát ngồi chơi xíu. Tại vì mừng là Sơn vừa mấy ngày qua thì Sơn có bị bệnh. Ở cổ họng nhưng mà Sò đã khỏe hơn rồi. Thì hôm nay anh em ngồi hát chơi vui. Thì sáng bật live stream lên cho mọi người cùng chill cùng chứ nó không có gì đó là nghiêm trọng nên là mọi người hy vọng là mọi người nếu mà mọi người thấy chill thì cứ chill thôi. Ok thoải mái thôi, easy, take it easy. Và mấy ngày sau nữa mỗi ngày là Sơn sẽ hát sẽ cải thiện hơn một xíu về cái tình trạng của mình, mọi người sẽ thấy thôi, sẽ sớm thôi. Nói chung là Sò thì cũng đang cố gắng. Bởi vì đợt vừa qua thì khi mà đi khám bệnh thì bác sĩ bảo là bây giờ mình đang rất là bệnh rất là nặng về cái cổ họng, cho nên là phải dưỡng một thời gian. Mà bây giờ mà dưỡng thì cũng không được, bởi vì là đam mê với cả ngành nghề thì nó phải sử dụng cái cổ họng của mình, cho nên là mình vẫn phải tiếp tục và rèn luyện nó. Thì hy vọng là sau những cái lần này thì mọi người cũng sẽ biết là đôi khi không phải là những lúc nào mà cũng có thể là Unify cũng có thể hoàn hảo tất cả mọi thứ, nhưng mà sẽ cố gắng luôn luôn cố gắng để hoàn hảo vì mọi người đó. Cho nên là hãy nhớ ủng hộ cho Unify nha. Và như mọi người biết thì Unify sắp tới có tham gia một cái game show The Heroes, hy vọng mọi người sẽ đón chờ Unify
nhé. Yeah. Dạ, cứ Benji à. Cứ Benji à. Đi xét hay sao ta? Em thuộc nhưng mà em quên lời. Như là nhớ một cái câu đầu tiên là thế nhớ. Thấy trên VTV bảo không phải. Thấy anh gì chỉ thấy trên VTV 3 gì vậy? Mấy cái underground gì, mấy cái form này underground. Quên rồi. Showbiz VTV chứ anh ok yeah, I see. Nghe người ta nói đang showbiz VTV chứ gì anh còn chưa biết. Nhìn thấy một thằng Mickey on the way from underground. Người ta cái cốt từ underground nó vào là đương nhiên. I'm for fire on the beat, yeah that's totally fun. This to nó mà sao nghe vẫn giống như là thơ. Yeah I'm killing them softly. That's my hobby. Nghe nói là rapper mission. Not a rap in my chat. Send a verse to the old school homie. Tất cả anh nghe chỉ là các anh rap cũng sẽ giống như là các anh nói. Anh nghe nói nó là cho cắt khi chờ khói. Các anh yêu cũng nhẹ nhàng giống như các anh flow. Có khi nhanh, có khi chậm nhưng vẫn còn nhịp về thôi. Anh gì ta? Nghe nói anh được tự nhiên không có sợ ha. Nghe nói trẻ Sài Gòn không có cửa ha. Nghe nói em chỉ fall in love with the bad boy. Nhờ vậy anh xin lúc đuôi và anh còn tệ hơn thế nữa. Khó cần. Nhưng mà tâm mình tưởng em đâu khó cần. Nghe đã hay nói anh nhiều như là Andre. Damn girl, I love Andy. I love Andy. I love Andy. Có thể là the last one đi ha. Last one hả? The last one xong rồi cho mọi người đi ngủ. Bye, anh em cũng chuẩn bị đi ngủ luôn. Bài gì ta? Giờ thì hỏi mọi người xem mọi người thích nghe bài gì. Ấy, mình cứ vào nghệ thôi. Ok, mình cứ vào nghệ đúng không? Ok, thì một bài cuối cùng đi để chia tay mọi người đi.
Sau đấy là anh nghĩ là một bài cuối cùng hợp lý ở đây. Bởi vì mình có bài gì mới tập mà hay em ta? À, bữa nay học âm mình hát rất nhiều bài luôn. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một bài nào. I live my life like this. Tell me how could I miss giving you everything you deserve. You know I'll be doing the most when you get back at home. I promise, baby, this could be worse. I'm out of here getting my money. Every day, Sundays, need something. I know. Telling my shopper, hurry up and wait. Toto, hit me like Toto. Time to hit that road. You want a solo, I'm taking photo to post. I know you feel crazy now. Bây hai người đi. Rồi nha, hẹn gặp mọi người một ca khúc mới. Bởi vì thì sau đây thì anh nghĩ là cái live stream này sẽ phải là xóa đi để cho giữ lại những cái bí mật. Nhưng mà nói như vậy mọi người biết đây là sao không nói thì mọi người sẽ không biết đúng không? Nhưng bây giờ tôi nói thì chắc có rất nhiều cái tay đang ở đây bận đi đang lại. Cho nên bây giờ nhà hàng trước cũng được nhá. Tại sao lại lỡ tâm mơ tại sao lại lỡ tâm mơ thế. Muốn biết thêm vấn đề gì chờ đó. Không bảo ok tới đó rồi mà. Nói gì em nghe hết rồi chị. Thật ra thì nó cũng là một ca khúc của Kuri và Keo. Mà thật ra thì bởi vì là vẫn chưa có thể nào mà tung lên được ấy, cho nên là chỉ là nhá một đoạn thôi. Đoạn nhỏ, đó là đoạn nhỏ. Bây giờ nếu mà mọi người thích á thì mình làm lại một phát nữa cho hoàn chỉnh. Chỉ đúng một đoạn nhỏ thôi. Sau này chắc chắn là mọi người sẽ được nghe bài đó, nhưng mà thời gian thế nào thì chưa biết, nhưng mà cứ chờ đợi đi. Ok, bắt đầu nhá. Tại sao này, hỏi nhá. Tại sao lại lỡ tâm mơ về. Tại sao lại We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. We don't love anymore. Yeah. Nhưng mà sao nghe có ok không? Được không? Thì hay là mình sửa mẹ đi, là mình sửa lời, đổi lời nha. Tại sao lại hơi bơ vơ? Đúng rồi, sao không, bây giờ mọi người thử góp ý rồi. Sao lại lơ tơ mơ? Bây giờ có thể thay bằng cái từ lơ tơ mơ bằng gì được không? Tại sao lại hơi bơ vơ vậy? Nghe ok không? Hay là tại sao lại diễn hơi đơ?
diễn hơi đơ vậy. Ok không, ok không, cái này nào coi ok hơn. Thật rồi, nếu mà bây giờ hẹn mọi người thì nếu mà được thì bữa livestream sau sẽ có thể là sẽ nhá hàng chút. You're my girl, you know. Because it's you my girl. Tại sao lại sơn kiểu? Tại sao lại sơn kiểu? Sơn kiểu. Sơn kiểu. Sơn kiểu. Tại sao lại lusubu à? Lusubu à? Lusubu à? Phúi bò viên hả? Cầm số 8 xí tay ăn hả? No. Không thuộc lời. Tại sao lại luôn cô đơn rồi hay thế nhở? Chờ lần đổi lời. Tại sao lại không lưu lại vậy? Tại sao lại nắm cô đi. Ủa, mọi người cũng là nhạc sĩ ấy chứ nhỉ? Viết cho mình nhiều lên kìa. Gì? Chu Ba Bi muốn nhóc. Tại sao lại Chu Ba Bi? Chu Ba Bi là cái gì? Chu Ba Bi muốn anh nhô. Chu Ba Bi là cái gì ạ? Muốn anh nhô. Vậy không biết nó cái trend đó trên TikTok hay sao á? Tại sao lại Chu Ba Bi muốn anh nhô? Chu Ba Bi muốn anh nhô. Chu Ba Bi muốn anh nhô. Vậy ấy ai mà tại mình đâu biết gì đâu, không hiểu là Chu Ba Bi Mu Nha Nho là gì. À, mọi người có thể giải thích cho mình tại sao lại Chu Ba Bi Mu Nha Nho không? Mình không hiểu được. Có nhiều bây giờ, tại vì bây giờ mình kiểu như đôi khi mình cảm thấy mình hơi bị lạc hậu, tại vì mình chỉ cần không lên TikTok tầm khoảng một tháng thôi, có nghĩa là mình lên đó mình không hiểu mọi người đa số những cái trend, mình không hiểu mọi người đang làm cái gì, nên đôi khi mình cũng rất muốn bắt kịp xu hướng, nhưng mà không ai giải thích cho mình hết thì mọi người có thể giải thích cho mình được không? Tại sao lại yêu hai anh? Yêu hai anh. Yêu hai anh. Yêu hai anh. Nghe bậy lắm hả? Cái Chu Ba Bi Mu Nha Nho là kêu bậy lắm. Bậy hả? Bậy lắm hả? Ok, nếu mà bậy thôi thì anh nghĩ là mọi người không cần phải nói anh này đâu. Tôi là bậy lắm á. Ô. Chứ giờ mình cứ tưởng đó là một cái từ gì đó rất là cute. Kiểu mấy bạn trẻ hay kiểu thêm tình yêu sự yêu thích nhau thì ra là bậy à, ở đây bậy thôi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô kìa. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô không được nhiều. Chưa bị mua nhô là tiếng nghe ý nói đây. Ý à, tiếng nga ý à, à là tiếng nga. Nó nói kiểu trêu đùa ý à. Sorry mọi người nếu mà mình đã, nhưng mà mình không có ý vậy đâu. Tại vì mình nghĩ đó là một cái trend gì đó rất là cute thôi, mình không nghĩ đó là bậy bạ thế. À, cái câu này các bạn này nghĩ đây. Tại sao lại no money vậy? Câu này cũng gọi là đánh vào tâm lý người ta đấy. Có một người ghi đó câu rất là kỳ nha. Tại sao lại yêu môi hát này yêu môi rồi không được. Ok thôi được rồi, nếu như vậy thì hôm nay thì sẽ là đến đây thôi, thì hy vọng là sẽ có sớm một ngày sẽ được show những cái bản nhạc tình ca do chính Unify, chính tự những thành viên viết và sẽ phục vụ cho tất cả các bạn. Ghê thế, nghe nghiêm trọng cái người đang ở trên đài truyền hình quốc gia hay là kiểu nghe radio ấy nhỉ, nghe kiểu như là mọi người bình thường mọi người hay đi xe taxi và thứ, mọi người có hay nghe mấy chú tài xế nghe radio không, thì sau này nói chuyện với tông giọng rất là nghiêm trọng kiểu thế luôn ấy, cái ngồi thôi cho nên nghiêm trọng á, anh đang bị sợ. đúng là do bởi vì tập luyện quá nhiều cho nên là sau những cái chuỗi ngày vừa rồi thì anh bị bệnh rất là nặng mọi người ạ.
đó, cho nên là giọng mạch của anh nó có hơi có biến đổi một tí, hơi biến đổi một tí, và vẫn phải tập thôi, vẫn phải tập để cho nó bình thường trở lại. Vậy hôm nay hai anh em ngồi hát chơi vu vơ thì tại vì mình mừng là tại vì Sơn hôm nay đã hát lại được rồi, chú này còn không hát được nổi cơ, cho nên là thôi hai thấy sẵn vậy anh em hát xong rồi lại stream chơi cho mọi người chiêu cùng, thế thôi hôm nay vui vẻ không quạo nhá. Đó là mọi người hãy chờ một thời gian nữa, Kyo sẽ sớm lại công độ và sẽ hát bản sắc cho mọi người nghe, ok chưa? Ok. Ok, see ya, ngủ ngon nha. Good night. Good night. Good night. Bye bye. See ya.